Thân chào các em. Tuần rồi thầy đã trao đổi với các em về cách giải một phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 không thuần nhất với vế phải cái dạng đặc biệt. Hôm nay chúng ta sẽ qua một cách giải mới, tức là phương pháp biến thiên hằng số Lagrange. Thì vế phải không có dạng đặc biệt hoặc có dạng đặc biệt, chúng ta cũng có thể giải bằng cách này. Dĩ nhiên cách này nó có dài hơn cái cách kia, nhưng mà nó có thể giải quyết được nhiều bài mà cách kia không giải quyết được. Thì bây giờ mời các em theo dõi cái phương pháp biến thiên hằng số Lagrange. Chúng ta xét lại cái phương trình mà quen thuộc, đó là y hai phẩy cộng b y phẩy cộng quy y bằng fx. Đây là phương trình vi phân tuyến tính cấp 2. Và ở đây chúng ta xét đơn giản là BQ là hằng số. Và F là một hàm liên tục trên một miền D nào đó. Chúng ta qua một phương pháp mới, đó là phương pháp biến thiên hằng số Lagrange. Biến thiên hằng số nghĩa là gì? Nghĩa là giả sử như nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng với phương trình 1 này có dạng C1 Y1 cộng C2 Y2 với C1 C2 là hằng số. Thì cái phương pháp này sẽ coi C1 C2 là hàm số và đi tìm C1 C2 đối với phương trình không thuần nhất. Đó. Nhưng mà trước hết chúng ta cho ví dụ để biết rằng Y1 Y2 này là như thế nào, thì nó là y1 y2 là như thế nào vậy thôi. Cụ thể cái ví dụ sau đây này, và chúng ta cho y1 y2 là độc lập tuyến tính, giống như trong trong đại số tuyến tính vậy đó các em. Y1 y2 độc lập tuyến tính nếu như là nó không phụ thuộc tuyến tính, mà nó không phụ thuộc tuyến tính nếu như không có cái c để cho y1 bằng c y2 hoặc y2 bằng c y1. Đó, nó giống như trong đại số tuyến tính vậy thôi. Bây giờ chúng ta xét một ví dụ cụ thể để coi y1, y2 là gì thôi. Ví dụ này nó không có mang tính cách giải một bài toán, mà chỉ tính cách để minh họa cho các em thấy C1, y1, y2 là cái gì vậy thôi nè. Ví dụ như cái phương trình 2 này sẽ có phương trình đặc trưng là y2 phải ứng với k mũ 2, y1 phải ứng với k mũ 1, y0 phải ứng với k mũ 0 này. Đó. Nó có nghiệm kép là k bằng trừ 3. Thì nghiệm tổng quát của phương trình 2 này là gì? Y0 bằng C1 ơ mũ trừ 3x cộng C2 nhân cho x nhân ơ mũ trừ 3x. Thì lúc đó chúng ta coi cái ơ mũ trừ 3x này là Y1 này. Và coi cái x nhân ơ mũ trừ 3x này là Y2 đó. Các em để ý là Y1, Y2 là như vậy. Và ở đây chúng ta thấy Y1, Y2 chia nhau mà khác hằng số đó, thì nó độc lập tuyến tính. Hai này chia nhau khác hằng số này, thì nó độc lập tuyến tính. Đấy đó. Rồi bây giờ chúng ta nói lại cái cách phương pháp biến thiên hằng số Lagrange là gì, sau khi cho các em có một ý niệm y1 y2 là cái gì đó. Chúng ta nói lại. Giả sử như nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng với phương trình 1 có dạng là y0 bằng c1 y1 cộng c2 Y2 với C1, C2 là hằng số bất kỳ thuộc R. Và Y1, Y2 là hai nghiệm độc lập tuyến tính. Nghĩa là Y1 và Y2 chia nhau nó khác hằng số đó các em đó. Khác hằng số. Thì lúc đó nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất 1 sẽ có dạng là cũng là Y bằng C1, Y1 cộng C2, Y2, nhưng mà hồi nãy đó C1 C2 là hằng số. Còn bây giờ C1 C2 là hàm số. Với C1 C2 là nghiệm của hệ phương trình sau. Đó, C1 C2 là nghiệm của hệ phương trình này này các em. C1 phẩy nhân cho y1 cộng
C2 phẩy nhân cho Y2 bằng 0 và C1 phẩy nhân cho Y phẩy 1 cộng C2 phẩy nhân cho Y phẩy 2 bằng Fx. Căm nhìn vô, căm nhớ là nè, giống như là Y1 C phẩy 1 cộng Y2 C phẩy 2 bằng 0, ở dưới là Y phẩy 1 nhân C phẩy 1 cộng Y phẩy 2 nhân C phẩy 2 bằng F. Đó. Bây giờ chúng ta tóm lại đi để các em có thể thấy nó dễ nhớ hơn, dễ nhớ hơn và dễ hiểu hơn. Đó nào. Bây giờ chúng ta tóm lại là nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất có dạng là Y bằng C1 Y1 cộng C2 Y2 với C1 C2 là hằng. Thì cái nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất cũng có dạng y hệt như vậy. Không, có dạng y hệt như vậy đó các em đó. Nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất sẽ có dạng giống hệt như vậy. Thì cũng giống hệt như vậy thôi. Nhưng nó khác một điều là gì? Cái này là hằng số, bây giờ nó thành hàm số, tức là hằng số biến thiên thì thành hàm số vậy thôi. Đó. Trong đó C1, C2 là hàm số. Và C1, C2 này sẽ thỏa mãn hệ phương trình nào? Cái này các em thấy nè, Y1 nhân C phẩy 1, C1 phẩy đó, cộng với Y2 nhân C2 phẩy bằng 0. Và phương trình thứ hai là Y1 phẩy nhân cho C1 phẩy cộng cho Y2 phẩy nhân cho C2 phẩy bằng F. Đó. Cái phương trình trên chúng ta viết dưới dạng này cho các em dễ nhớ nè. Không? Ma trận Y1, Y2, Y phẩy 1, Y phẩy 2 nhân với C1 phẩy, C2 phẩy. Bên này là 0 và F đó. Bây giờ cái phương pháp này, tóm lại phương pháp này các em chỉ cần nhớ cái trang này thôi nè. Đó. Nghiệm của phương trình thuần nhất có dạng C1 Y1 cộng C2 Y2 với C1 C2 là hằng. Thì nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất cũng có dạng y hệt như vậy, C1 Y1 cộng C2 Y2 với C1 C2 là hàm thỏa cái hệ phương trình này. Thỏa hệ phương trình này. Y1 Y2 y phẩy 1 y phẩy 2 đây là ma trận này nhân với ma trận này C1 phẩy C2 phẩy bằng 0 và F. Đó. Cái này các em cũng dễ nhớ thôi phải nào. Rất là dễ nhớ. Chỉ có nhớ một điều là thuần nhất thì đây là hằng, không thuần nhất thì đây là hàm, vậy thôi. Và cái hàm đó nó thỏa cái hệ phương trình này. Thì trong đó Y1, Y2 độc lập tuyến tính thì chúng ta có được nghiệm duy nhất của cái hệ phương trình này. Thế nào? Lúc đó hệ phương trình này có nghiệm đó kìa. Chúng ta nhắc lại hai nghiệm Y1, Y2 được gọi là phụ thuộc tuyến tính trên một tập D nào đó. Nếu tồn tại một hằng số C sao cho Y1 bằng C2 hay Y2 bằng C1 với mọi x thuộc D thì không phụ thuộc tuyến tính thì chúng ta gọi là độc lập tuyến tính. Tức là độc lập tuyến tính nếu như Y2 chia Y1 hoặc Y1 chia Y2 khác hằng số là độc lập đó các em. Đó. Và các em để ý nó giống như là hai vectơ cùng phương mà các em học ở lớp 12 đó. AB cùng phương nếu như có một hằng số C sao cho vectơ A bằng C vectơ B hoặc là vectơ B bằng C vectơ A. Chúng ta nhớ là một trong hai cái này xảy ra. Chứ đôi khi các em viết một cái là không đúng đâu. Ví dụ như Y2 bằng 0 chẳng hạn. Y1 khác 0. Thì làm gì có hằng số C để cho Y1 bằng C nhân với 0 nó nào. Do đó các em để ý là một hay hai cái này xảy ra thì lúc đó Y1, Y2 là phụ thuộc tuyến tính. Còn độc lập tuyến tính là nếu hai này chia nhau khác hằng số vậy đó. Cái này giống như là hai vectơ cùng phương mà các em đã học ở lớp 12 thôi. Chúng ta nhắc lại vậy thôi. Bây giờ chúng ta xét các ví dụ giải phương trình vì phần tuyến tính cấp 2 bằng phương pháp biến thiên hằng số Lagrange. Ví dụ giải phương trình y2 phẩy cộng 4y phẩy cộng 4y bằng ơ mũ trừ 2x nhân cho log x. Chúng ta đặt phương trình này là phương trình 3 không nào. Bây giờ phương trình thuần nhất
tương ứng với phương trình 3 là y2 phải cộng 4 y phải cộng 4 y bằng 0 thuần nhất, tức là cho vế phải bằng 0 đó các em. Đó, chúng ta có phương trình đặc trưng của phương trình này là gì? Y2 phải là ứng với k bình phương nè, 4 lần y mũ, y1 phải ứng với k mũ 1 nè, y0 phải ứng với k mũ 0, tức là 1 đó các em. Phương trình này có nghiệm kép phải không các em? Có nghiệm kép k bằng trừ 2 đúng không? Có nghiệm kép k bằng trừ 2. Vậy thì chúng ta có nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng với phương trình 3 là gì nào? Là có phải là C1 nhân với ơ mũ trừ 2x cộng với C2 nhân x nhân ơ mũ trừ 2 đúng không nào? Vậy nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng với phương trình 3 là C1 nhân với ơ mũ trừ 2x cộng với C2 nhân x nhân ơ mũ trừ 2x với mọi C1, C2 thuộc R. Và ở đây chúng ta coi y1 là bằng ơ mũ trừ 2x và y2 là x nhân ơ mũ trừ 2x. Thì bây giờ chúng ta có nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất 3 sẽ có dạng giống hệt như vậy, với C1, C2 là hàm số. Suy ra nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất 3 đó đã cho ở trên sẽ có dạng là gì? Y bằng C1, Y1 cộng C2, Y2. Ở trên này là hằng nè các em. Đó, dưới này là hàm vậy thôi. Với Y1 là ơ mũ trừ 2x, Y2 là x nhân ơ mũ trừ 2x đó các em đó. Với C1, C2 là hai hàm số và thỏa mãn hệ phương trình như hồi nãy chúng ta đã viết đó các em. Hệ phương trình nào? C phẩy 1 nhân với Y1 cộng với C2 phẩy nhân với Y2 bằng 0 và Y phẩy 1 nhân với C phẩy 1 nhân với Y2 phẩy nhân với C2 phẩy bằng Fx. Chúng ta nhớ y1 là gì giống các em? Y1 là ơ mũ trừ 2x. Y2 là gì? Y2 là x nhân ơ mũ trừ 2x. Chúng ta thế vào đi, thế vào. Đó, y1 là ơ mũ trừ 2x. Y2 là x nhân ơ mũ trừ 2x. Rồi, đạo hàm của y1 đạo hàm. Y1 đạo hàm là bằng trừ 2 lần ơ mũ trừ 2x. Y2 đạo hàm nè. Là u phải v là này. V phải U là trừ 2 lần ơ mũ trừ 2x nhân U là x này đó. Bằng Fx. Fx là vế phải hồi nãy chúng ta cho là ơ mũ trừ 2x nhân log x đó các em. Rồi bây giờ chúng ta chia hai vế của hệ phương trình này. Chia hai vế của phương trình này. Phương trình thứ nhất và phương trình thứ hai cho ơ mũ trừ 2x phải không? Chia hai vế của hai phương trình trên cho ơ mũ trừ 2x. Thì chúng ta còn lại là C phải 1 cộng cho C2 phẩy nhân với x bằng 0. Và dưới này cũng mất ơ mũ 2x đi kia nè. Cái này mất ơ mũ 2x còn 1. Cái này mất ơ mũ trừ 2x. Mất ơ mũ trừ 2x còn 1. Cái này mất ơ mũ trừ 2x là còn 2x. Cái này mất ơ mũ trừ 2x là còn log x. Đó. Bây giờ chúng ta thấy là chúng ta có thể thay phương trình 2 bằng phương trình 2 cộng 2 lần phương trình 1 đó, thì chúng ta sẽ mất đi cái C phẩy 1 phải không các em? Mất đi C phẩy 1. Đó. Bây giờ chúng ta viết lại hệ phương trình này đi. Viết lại hệ phương trình cuối cùng đó các em. Chúng ta viết lại hệ phương trình vừa rồi đó. Chúng ta đặt tên cho nó là 1y và 2y nè. Đó. Bây giờ chúng ta lấy 2 lần phương trình y cộng với phương trình 2y thì nó mất cái C phẩy, C1 phẩy rồi. Còn cái này là gì? 2 lần này. 2 lần này là 2x. C phẩy 2 trừ 2x C phẩy 2 là mất rồi, chỉ còn lại là C phẩy 2 thôi. Còn vế phải là log x đó. C2 phẩy và bên này log x. Lấy tích phân lên chúng ta có C2 bằng tích phân của log x. Cái này chúng ta có dạng tích phân từng phần đó các em. Chúng ta đặt U bằng log x và DV bằng DX thì chúng ta chọn V bằng x
và chúng ta có u nhân v là x nhân log x trừ vdu là trừ 1 trên x nhân với x nhân cho dx, đã trừ cho dx thôi, trừ cho tích phân dx thôi, trừ cho tích phân vdu này các em đó. Tích phân cái này lên là bằng trừ x cộng với hằng số k2, với mọi k2 thuộc về r, phải không? Với mọi k2 thuộc về r. Chúng ta có C2 rồi đó các em. Bây giờ chúng ta đi tìm C1 thôi. C1 thì thế cho đây nè, C1 thì bằng trừ C phẩy 2, C2 là log x nè, nhân với x thôi, là trừ cho x nhân log x thôi chứ gì đâu, phải nào. Chúng ta có C1 phẩy là bằng trừ x nhân cho C2 phẩy là bằng trừ x log x. Lấy tích phân hai vế này lên, chúng ta được là C1 bằng trừ tích phân của x log x. Cái này chúng ta cũng dùng tích phân từng phần. X này là chúng ta bằng là gì? Là vi phân của x bình phương trên 2. Chúng ta có dạng là UDV thì bằng V nhân với U này các em, U nhân V này, trừ cho tích phân của VDU. Chúng ta chọn V là x bình phương trên 2 này, DU là gì? DU là đạo hàm của log x đó. Vi phân của log x là 1 trên x dx đó. Rồi có dấu trừ nữa là thành cộng này các em đó. Rồi. Giờ cái này chúng ta giữ nguyên, x bình phương trên 2 giữ nguyên, log x giữ nguyên, dấu trừ giữ nguyên. Còn cái này đơn giản cho x, chúng ta còn x trên 2. X trên 2 tích phân lên là bình phương trên 2 được có 2 nữa. Chia 2 nữa là x bình phương trên 4 đó các em, đó. Tích phân của x là x bình phương trên 2 mà này có số 2 sẵn, là 1 2 sẵn là x bình phương trên 4 cộng với k1. Với k1 là hằng số tùy ý, phải không nào? Đó. Rồi chúng ta có y1, có y2, có c1, có c2. Chúng ta suy ra được nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất đã cho là vậy. Nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất 3 mà người ta bắt chúng ta giải ở trên đó các em là gì? Y bằng C1 Y1 cộng C2 Y2. C1 chúng ta vừa tính ở trên là gì? Là trừ x bình phương trên 2 nhân log x cộng x bình phương trên 4 cộng với K1. Đây là C1 này các em đó. Vừa tính ở trên, còn Y1 là gì? Ơ mũ trừ 2x. C2 chúng ta cũng vừa tính được ở trên là gì? C2 này các em là x log x trừ x cộng với k2. Ở đây là k1, k2 là các hằng số tùy ý thuộc về r. Còn y2 của chúng ta là gì? Y2 là x nhân ơ mũ trừ 2x. Như vậy chúng ta có nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất 3 ở trên là y bằng trừ x bình phương trên 2 nhân log x cộng cho x bình phương trên 4 cộng k1 nhân cho ơ mũ trừ 2x cộng với x log x trừ x cộng k2 tất cả nhân với x nhân cho ơ mũ trừ 2x. Các em để ý đây là y1, đây là y1 này các em, đây là y2 này, đây là c1, đây là c2, và với tất cả các k1 k2 tùy ý thuộc về r, phải không? Với k1 k2 tùy ý thuộc về r, với k1 k2 là các hằng số tùy ý. Cho K1, K2, tất cả các giá trị có thể có thì chúng ta có tất cả các họ nghiệm, tất cả các nghiệm của y nè các em, tất cả các nghiệm của phương trình 3 đó. Không? Ví dụ khác nữa bằng phương pháp biến thiên hằng số Lagrange. Và trong ví dụ sau thì chúng ta có thể giải bằng hai cách, tức là dùng cái cách cũ đó các em, dùng cái cách mà vế phải cái dạng đặc biệt đó. Thì dĩ nhiên là dùng cái cách mà vế phải cái dạng đặc biệt thì cách giải nó sẽ ngắn hơn, phải không các em? Ngắn hơn, dễ dàng hơn và ít tính toán hơn. Ví dụ như giải phương trình y2 phẩy trừ 3y phẩy cộng 2y bằng ơ mũ x nhân với x cộng 1. Chúng ta đặt phương trình này là phương trình 4 các em, đặt phương trình này là phương trình 4. Tương tự như những điều mà chúng ta đã làm trước đến giờ, chúng ta có phương trình thuần nhất tương ứng với phương trình 4 là gì?
là y 2 phẩy trừ 3 y phẩy cộng với 2 y bằng 0. Nếu tức là cho vế phải bằng 0 thì tức là phương trình thuần nhất tương ứng với phương trình 4 đó các em. Chúng ta có thể viết nghiệm của nó ra ngay cũng được. Nghiệm của nó là, nghiệm tổng quát của nó là y bằng C1 ơ mũ x cộng C2 ơ mũ 2x đó các em. Cái này nó có nghiệm 1 và 2 đó các em, đúng không nào? Nhưng ở đây chúng ta làm từ từ phải không? Phương trình đặc trưng của nó là gì? Y2 phẩy ứng với K mũ 2, Y1 phẩy ứng với K mũ 1, Y0 phẩy ứng với K mũ 0 đó. Phương trình này có dạng A cộng B cộng C bằng 0, nên nó có hai nghiệm là gì? K bằng 1 hay K bằng 2 đó. Từ đó chúng ta có nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng với phương trình 4 là Y bằng C1 nhân cho ơ mũ x cộng với C2 nhân cho ơ mũ 2x để các em đó. Vậy nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng với phương trình 4 là Y0 bằng C1 nhân cho ơ mũ x cộng C2 nhân cho ơ mũ 2x với C1, C2 thuộc R. Ở đây chúng ta sẽ đặt Y1 bằng ơ mũ x và Y2 bằng ơ mũ 2x đó các em đó. Rõ ràng là Y1, Y2 độc lập tuyến tính đó các em. Hai này chia nhau bằng ơ x khác hằng số phải không? Cái này chia này bằng ơ x khác hằng số. Do đó chúng ta có Y1, Y2 là độc lập tuyến tính. Vậy thì chúng ta có nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất cũng có dạng y hệt như vậy phải không các em? Cũng là C1 Y1 cộng C2 Y2. Với C1 C2 là nghiệm của hệ phương trình. Với C1 C2 là nghiệm của hệ phương trình sau đây, không nào? Nghiệm gì các em? C1 C2 là nghiệm của gì nào? Chúng ta thử viết ra nào. Y1 nhân cho C1 phẩy cộng Y2 nhân cho C2 phẩy bằng 0. Đó là phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai là Y1 phẩy nhân cho C1 phẩy cộng cho Y2 phẩy nhân với C2 phẩy bằng Fx. Đúng không nào? Đó. Đó. Y1 nhân cho C1 phẩy cộng Y2 nhân cho C2 phẩy bằng 0. Và Y1 phẩy nhân với C1 phẩy cộng với Y2 phẩy nhân với C2 phẩy bằng Fx. Với Y1 là gì các em? Y1 là ơ mũ x. Y2 là gì? Y2 là ơ mũ 2x. Thế vào phải không? Đó, Y1 thế bằng ơ mũ x. Y2 thế bằng ơ mũ 2x. Đạo hàm của Y1 là ơ mũ x. Đạo hàm của Y2 là 2 lần ơ mũ 2x. Và Fx là gì? Fx là vế phải đó. Vế phải của phương trình 4 đó các em là ơ mũ x nhân với x cộng 1. Fx là ơ mũ x nhân x cộng 1. Rồi bây giờ chúng ta chia hai vế của hai cái phương trình này cho ơ mũ x đi các em, cho nó gọn bớt phải không nào. Chia hai vế của hai phương trình này cho ơ mũ x chúng ta được là C phẩy 1 cộng với C2 phẩy ơ x bằng 0. Và cái này là C1 phẩy cộng với C2 phẩy ơ mũ 2x chia cho ơ mũ x là còn ơ mũ x này các em đó. Nhân cho 2 ơ mũ x bằng mất cái ơ mũ x này còn x cộng 1. Bây giờ chúng ta lấy phương trình 2 trừ phương trình 1 là chúng ta mất cái C1 phẩy. Và chúng ta sẽ tìm được C2 phải không nào? Lấy phương trình 2 mà trừ phương trình 1 thì chúng ta sẽ được là ơ mũ x nhân cho C2 phẩy bằng x cộng 1 phải không nào? Bây giờ chúng ta viết lại hệ này đi trước khi trừ phải không nào? Đó, chúng ta viết lại cái hệ vừa rồi. Chúng ta đặt phương trình 1 là 1y, phương trình 2 là 2y. Bây giờ chúng ta lấy phương trình 2y này trừ cho phương trình 1y phải không nào? Chúng ta dẫn đến là ơ mũ x nhân cho C2 phẩy bằng x cộng 1. Nhân hai vế cho ơ mũ trừ x thì chúng ta có C phẩy 2 bằng x cộng 1 nhân ơ mũ trừ x. Lấy tích phân hai vế chúng ta được C2 bằng tích phân của x cộng 1 nhân cho ơ mũ trừ x. Chúng ta sẽ lấy tích phân này bằng tích phân từng phần. Ơ mũ trừ x dx thì chúng ta bằng là trừ của vi phân của ơ mũ trừ x. Thì chỗ này chúng ta có dạng là UDV thì bằng V nhân U, U nhân V có dấu trừ phía trước. Trừ VDU. DU là bằng 1 nhân dx. Còn V là ơ mũ trừ x
trừ với trừ thành cộng đó. Cái này chúng ta giữ nguyên nè, tích phân của E mũ trừ X là trừ E mũ trừ X cộng với K2, với K2 là một hằng số tùy ý. Rồi chúng ta tìm được C2 rồi, bây giờ chúng ta đi tìm C1. Mà chúng ta có C'1 là gì? C'1 thì bằng đây nè, trừ cho EX nhân cho C2 phải không? C1 phải là bằng trừ EX nhân cho C2 phải là trừ này nè các em, tức là trừ cho X cộng 1, trừ cho mở ngoặc X cộng 1 đúng không? C'1 là như vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta đi tìm C'1 và C1 này. Đó, là trừ cho X cộng 1 như chúng ta đã nhận xét ở trên đó các em đó. Rồi chúng ta lấy tích phân của hai vế. Tích phân hai vế của này chúng ta có C1 bằng tích phân của này là bằng trừ x bình phương trên 2 trừ x đem dấu trừ vào trong luôn các em, cộng với K1. Với K1 là một hằng số tùy ý thuộc về R. Có C1, C2, có Y1, Y2. Chúng ta có nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất tương ứng phải không nào? Vậy nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất tương ứng, tức là phương trình 4 đó các em, là gì? Y bằng C1 Y1 cộng C2 Y2. C1 chúng ta vừa tìm ở trên là trừ x bình phương trên 2 trừ x cộng K1. Với K1 là hằng số tùy ý. Y1 là gì? Y1 là E mũ x. Cộng với C2 Y2, C2 là C2 chúng ta tìm là trừ của x cộng 2 nhân cho E mũ trừ x cộng với K2. Với K2 là hằng số tùy ý. Nhân cho gì các em? Nhân cho Y2, Y2 là E mũ 2x đó. Ở đây là gì? K1, K2 tùy ý thuộc về R. Với K1, K2 là tùy ý thuộc về R. Đó nào. Các em để ý đây là C1 nè. Đây là Y1. Đây là C2, đây là Y2 vậy thôi. Nó giống như là nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất vậy đó. Nó khác một điều là bên kia là hằng, bên này là hàm. Đúng không nào? C1, C2 bên kia là hằng. C1, C2 ở đây là hàm vậy thôi. Với K1, K2 là hai hằng số thực tùy ý thuộc về R đó, hai hằng số tùy ý thuộc về R. Rồi bây giờ chúng ta thử giải cái phương trình 4 này bằng cách khác thì chắc chắn nó ngắn hơn và nó đơn giản hơn các em không nào? Chúng ta thử giải bằng cách khác nè. Cách khác là vế phải của 4 là có dạng là E mũ x nhân cho x cộng 1 phải không nào? Ở đây A bằng mấy các em? A bằng 1. Và BNX là một đa thức bậc 1 phải không nào? BNX là một đa thức bậc 1. Tức là nó có dạng AX cộng B đó các em. Ở đây là A bằng 1 nè các em đó. Và A bằng 1 ở đây là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng. Phương trình đặc trưng của chúng ta có hai nghiệm là gì các em nhớ không? K bằng 1 hay K bằng 2 phải không? Thì A bằng 1 ở đây là đơn của phương trình đặc trưng. Nên một nghiệm riêng của phương trình 4 sẽ có dạng là gì? IR bằng x nè các em. Vì là nghiệm đơn nên nhân thêm x. Nghiệm kép thì nhân thêm x bình phương. Nhân cho E mũ x là ứng với E mũ x này. Nhân với đa thức bậc nhất là có dạng AX cộng B. Đó, x nhân với E mũ x nhân với AX cộng B. Thì trong đó AB là hai hằng số cần xác định đó nè. Trong đó AB là hai hằng số chúng ta cần tìm. Ở đây là đa thức bậc nhất thì ở đây tương ứng với đa thức bậc nhất đó các em. Vì nghiệm đơn nên nhân với x nữa đó. Còn A mũ x ở đây, E mũ AX ở đây chúng ta viết E mũ AX trở lại thôi, giống vậy thôi. Đó. Bây giờ chúng ta đi tìm A và B phải không? Chúng ta viết lại IR đi các em. Chúng ta viết lại IR. Chúng ta viết lại IR là bằng nhân x vô này các em là bằng E mũ x nhân cho AX bình phương cộng BX phải không? Rồi chúng ta tính đạo hàm của nó. Đạo hàm của nó là gì?
U nhân V là U phải V là các em V giữ nguyên đó. Cộng với V phải là đạo hàm này là 2 ấy cộng B nhân với U là ấy giữ nguyên. Rồi. Bây giờ chúng ta đi tính đạo hàm bậc 2 của IR này các em đó, đạo hàm bậc 2. Chúng ta nhớ là U nhân V đạo hàm bậc 2 là U2 phải. U2 phải là vẫn là E mũ x nhân cho V không phải là chính là V giữ nguyên này đó. Cộng với 2 lần U1 phải là cái này. Cộng với V1 phải là cái này nè các em. Đạo hàm cái này là 2 ấy cộng B. Cộng với gì? Cộng với U không phải là E mũ x nè. U không phải là E mũ x. Cộng với gì? V2 phải cái này đạo hàm bậc 2 này là đạo hàm này xuống lần nữa này là 2A. Rồi bây giờ chúng ta làm theo một quá trình quen thuộc là gì? Thế Y, Y phải và Y2 phải vào phương trình đã cho, phải không nào? Thế Y, Y phải và Y2 phải vào phương trình 4. Đồng thời chia hai vế cho mũ x luôn các em. Đồng thời chia hai vế cho mũ x luôn đó. Thì chúng ta có được gì nào? Đây là gì các em? Đây là Y2 phải sau khi đã chia cho E mũ x nè đó. Đây là Y2 phải sau khi đã chia cho E mũ x. Tức là A x bình phương cộng BX cộng 2 lần 2AX cộng B cộng với 2A. Và đây là trừ 3 lần Y phải sau khi đã chia cho E mũ x. Đây là trừ 3 lần Y phải sau khi đã chia cho E mũ x. Và đây là gì? Đây là 2 lần Y sau khi đã chia cho E mũ x. 2 lần Y sau khi đã chia cho E mũ x. Và đây là vế phải sau khi đã chia cho E mũ x đó. Đây là vế phải sau khi đã chia cho E mũ x. Bây giờ chúng ta rút gọn vế trái đi các em. Rút gọn vế trái thì các em thấy là gì? Cái này có 2 lần AX bình phương cộng BX. Ở đây cộng 1 lần nữa là 3 lần. 3 lần trừ 3 lần là hết. Cái này với cái này là mất rồi đó các em. Còn cái này là gì đây? 2 lần 2AX cộng B. Cái này trừ 3 lần là còn trừ 1 lần. Cái này phải không? Trừ 1 lần cái này nè các em đó. Còn 2A là giữ nguyên nè đó. Do đó chúng ta có cái phương trình trên này, đẳng thức trên này nè các em, đồng đẳng thức trên này tương đương với trừ 2 lần ấy cộng B còn lại 1 lần này nè các em đó. 2A giữ nguyên bằng vế phải giữ nguyên là x cộng 1 với mọi x. Bây giờ chúng ta nhìn vô chúng ta có thể thấy rằng là gì? Trừ 2A là bằng 1. Rồi 2A trừ B là bằng 1 đúng không các em? Đó. Những cái hệ số của x cho bằng hệ số x bên này. Hệ số bậc 0 bên này cho bằng hệ số bậc 0 bên này. Đấy đó. Không nào? Chúng ta có là trừ 2A bằng 1. Và 2A trừ B bằng 1. Giải hệ phương trình này chúng ta được A bằng trừ 1 phần 2. Thế giờ đây có là 2A là tức là trừ 1 không các em? Thế B chuyển qua đây là B bằng trừ 2. B bằng trừ 2. 1 chuyển qua đây nè. B chuyển qua đây. Vậy thì chúng ta tìm được A và B rồi. Chúng ta có nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất tương ứng không nào? Vậy một nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất tương ứng là Y bằng E mũ x nhân với AX bình phương cộng BX đó các em. A vừa tìm là trừ 1 phần 2 và B là trừ 2 đó. Vừa tìm bên trên. Từ đó chúng ta suy ra nghiệm tổng quát của phương trình 4 là gì? Là một nghiệm riêng của nó cộng với nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng. Nghiệm riêng của nó cộng với nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng. Nghiệm riêng nó là này nè các em. Còn nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng là gì? C1 E mũ cộng C2 E mũ 2X vậy thôi. Lấy cái này cộng với C1 E mũ X cộng C2 E mũ 2X đó các em. Mà chúng ta đặt là K cũng được. C1 C2 là K cũng được. Đó. Bằng nghiệm riêng của nó là trừ X bình phương trên 2 trừ 2X nhân cho E mũ X. Cộng với C1 hay K1 cũng được. K1 E mũ X cộng K2 E mũ 2X. Với K1, K2 là các hằng số tùy ý thuộc về R, phải không? Với K1, K2 là các hằng số tùy ý thuộc về R. Hay nói khác, K1, K2 là hai số thực tùy ý. Như vậy thì
cách giải bằng cách tìm nghiệm riêng đó các em, thì nó ít tính toán hơn, nó gọn hơn, phải không? Ít dài dòng hơn. Nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng giải được bằng cách này. Do đó đôi khi chúng ta cũng phải biết giải bằng phương pháp biến thiên hằng số Lagrange. Tức là vế phải nó không có dạng đặc biệt thì chúng ta không có giải được bằng phương pháp tìm nghiệm riêng, mà chúng ta phải giải bằng phương pháp biến thiên hằng số Lagrange. Và bây giờ chúng ta xét thêm một ví dụ nữa giải bằng phương pháp biến thiên hằng số Lagrange. Ví dụ giải phương trình y2 phải cộng y bằng tan x. Chúng ta phương trình này là phương trình 5. Vì các em quen thuộc rồi thì chúng ta nói nhanh thôi các em, phải không nào? Phương trình thuần nhất của nó sẽ có nghiệm là gì nào? Phương trình đặc trưng là k bình phương cộng 1 bằng 0 đó các em. Đó, k là bằng cộng trừ y, không? K bằng cộng trừ y. Nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng là C1 cos x cộng C2 sin x. Chúng ta đặt y1 là cos x, y2 là sin x nha các em. Vậy thì nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất tương ứng sẽ có dạng giống như vậy, phải không? Vẫn là C1 y1 cộng C2 y2 giống như trên. Với C1 C2 là nghiệm của hệ phương trình sau này các em đó. Đó, C1 C2 là nghiệm của hệ phương trình này nè các em. Với y1 là cos x, y2 là sin x đó các em. Thế vào, thế y1 là cos, y2 là sin. Đây là y1 phẩy này, đây là y2 phẩy. Chúng ta nhân hai vế của phương trình này cho sin x và nhân hai vế của phương trình thứ hai cho cos x. Chúng ta viết lại hệ này qua bên kia nè các em, chúng ta viết lại cái hệ này. Đó. Viết lại cái hệ vừa rồi. Chúng ta cộng hai cái phương trình này lại thì chúng có sin bình phương cộng cos phương bằng 1. Chúng ta suy ra C2 phẩy là bằng sin đó các em. Đó. C2 phẩy bằng sin. Lấy tích phân lên chúng ta được là C2 bằng trừ cos x cộng K2. Trừ cos x cộng K2. Và chúng ta có C chuyển này qua này các em chia xuống là chúng ta có C1 phẩy là bằng C trừ cho C2 phẩy nhân với tan, không các em? Đó. Đó. Trừ trừ C2 phải nhân với tan tức là bằng trừ sin x nhân với tan, tại C2 phải là sin này các em. Và bây giờ chúng ta lấy tích phân này nữa chúng ta sẽ tìm được C1, phải không nào? Chúng ta nói nhanh qua thôi các em, phải không nào? Nói nhanh qua thôi. Đó, C1 bằng lấy tích phân của trừ sin x nhân với tan x, chúng ta viết lại thành là sin bình phương nhân cos. Chúng ta nhân tử và mẫu cho cos x. Cos x là gì? Cos x là đạo hàm của sin x, nên chúng ta có là cos x nhân dx, tức là vi phân của sin x đó các em. Dấu trừ giữ nguyên nè. Chúng ta thay cos bình phương bằng 1 trừ sin bình phương. Và đổi biến t bằng sin x thì chúng ta có cái này thành là trừ của t bình phương trên 1 trừ t bình. Chúng ta đem dấu trừ vô trong luôn đi các em. Đó. Đem dấu trừ vô trong. Biến đổi thì chúng ta được là 1 cộng với 1 trên tên phương trừ 1. Chúng ta có tích phân của dt trên tên phương trừ 1 là gì? 1 trên 2 nhân cho log của t trừ 1 trên t cộng 1 trừ tuyệt đối, không nào? Chúng ta không cần dòng này cũng được. Đó. Cái này là t rồi này. Cái này là 1 phần 2 log của t trừ 1 trên t cộng 1. Cộng với K1, với K1 là hằng số tùy ý. Bây giờ chúng ta thay T bằng sin x vào thôi các em. Thay T bằng sin x vào thì chúng ta sẽ có C1. Có C1, C2 thì chúng ta thế vào. Chúng ta có C1, Y1 cộng C2, Y2 là nghiệm tổng quát. Thế vào luôn đi các em. Thôi nào. Thế vào chúng ta có nghiệm tổng quát của nó nè.
Đó, thế vào. Thế T bằng sin x vào đó các em. Đây là gì? C1Y1 này các em. C2Y2 đó. Cái này chúng ta làm nhanh thôi ha. Chúng ta quen quá rồi, chúng ta làm nhanh thôi vậy. Sau đó các em tự kiểm tra lại. Chúng ta đơn giản cho sin cos này các em. Ở đây sin cos trừ sin cos mất rồi. Rồi chúng ta viết lại thôi. Đơn giản là viết lại. Vậy thì nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất 5 này được viết dưới dạng này là các em, với K1, K2 là các hằng số tùy ý thuộc về R, phải không? Thì cái ví dụ này cũng kết thúc cái bài học của chúng ta hôm nay, kết thúc cái phương pháp biến thiên hằng số Lagrange. Và thầy mong rằng các em nắm được một điều gì đó và giúp ích cho các em một chút nào đó trong cái công việc học ở trường đại học của các em. Thân chào các em và hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau.